502 Chuyện Chúa Thiên Nga Tiền thân hăng xa Kìa đám hàng Nga cất cánh bay Vân vân Câu chuyện này bậc đạo sư kể trong lúc chú tại Trúc Lâm Về việc tôn giả Ananda hy sinh tính mạng Lúc ấy tăng chúng đang bàn luận trong chánh pháp đường Về các đức tính của tôn giả này thì bậc đạo sư bước vào hỏi tăng chúng đang nói chuyện gì tại đó rồi ngài bảo này các tỷ kheo đây không phải là lần đầu tiên ananda từ bỏ tánh mạng vì ta mà xưa kia cũng đã làm như thế và ngài kể cho tăng chúng một chuyện quá khứ một thủa nọ có một vị vua ngự trị tại thành ba la nại mệnh danh là bahu puttaka hay là thân phụ của nhiều vương tử và tránh cung hoàng hậu của ngài là Khê Ma, Thái Hòa. Thủa ấy, bậc đại sĩ sống trên đỉnh núi Chita Kuta. Ngài là chúa tể của 90.000 con thiên Nga. Sau khi được sinh làm chim thiên Nga với màu lông vàng ánh. Thủa ấy, như đã thuật trước đây, tránh hậu nằm mộng và tâu vua rằng bà đã mang nỗi khát khao của một thai phụ muốn nghe một chim kim Nga thuyết pháp. Khi vua hỏi xem có loài vật nào như chim kim Nga chăng và ngài được báo tin là hiện có loài ấy trên núi Chita Kuta. Sau đó, ngài bảo xây một cái hồ đặt tên là Khema, lại truyền lệnh trồng đủ loại ngũ cốc làm thực phẩm hàng ngày giao truyền khắp tứ phương, ban bố lệnh bảo vệ hồ ấy, rồi phái một thợ săn đến bắt Thiên Nga. Người này được phái đi cách nào? Người ấy canh chừng chim muông ra sao? Tin tức được đâu trình vua khi bầy Thiên Nga được xuất hiện như thế nào? Cái bẫy được răng theo kiểu gì? Và bậc đại sĩ bị mắc vào bẫy rồi đại tướng thiên nga su sư mục kha không thấy ngài trong ba đàn chim kia liền trở về tìm ngài ra sao tất cả chi tiết này sẽ xuất hiện trong tiền thân maha hăng đại thiên nga số năm trăm ba mươi bốn tập sáu trong đó chúa thiên nga có tên dataratha bấy giờ ngay lúc bậc đại sĩ bị bắt vào thòng lọng và cây xào. Dù cho ngài đang treo lủng lẳng trong chiếc thòng lọng ở đầu cây xào, ngài cũng cố vươn cổ ra nhìn theo hướng bầy chim đã bay trốn mất và chợt thấy tướng Sumuha quay trở lại. Ngài suy nghĩ, khi chim tướng đến đây, ta sẽ thử lòng chim tướng ấy xem sao. Vì thế, khi chim kia đến bậc đại sĩ ngâm ba vần kệ một kìa đám hồng nga cất cánh bay cả bầy hốt hoảng hãi kinh đầy đi ngay sư mục lông vàng óng khanh muốn gì chăng ở chốn này hai họ hàng ta đã bỏ rơi ta bọn chúng đều cao chạy bút xa đào tẩu ngay không hề nghĩ lại sao khanh đơn độc ở đây mà ba thiên nga cao thượng hãy bay về tù tội thân không có bạn bè lúc được tự do sư mục hỡi bay đi đừng bỏ dịp may kể nghe vậy tướng quân sumuha đáp lời lúc đang đậu trên vũng bùn bốn không thần sẽ chẳng bỏ nga vương khi đến gần tai họa thảm thương Xong ở lại đây, thần đã quyết. Bên ngài, dù sống chết, không màng. Như thế, Sumukha đã cất giọng sư tử hống. Và chúa chim Dataratha đáp kệ này. Năm, những lời khanh nói thật anh hùng. Đại tướng ôi, cao cả tấm lòng. Vì muốn thử lòng hiền hữu đó. Chấm đà bảo bạn, hãy phi thân trong lúc hai vị đang chuyện trò với nhau như vậy. Người thợ săn vừa tới nơi, cầm gậy trong tay, gã chạy như bay hết tốc lực. Sumukha khuyến khích chúa chim Dataratha cho phấn khởi tinh thần, rồi bay ra đón người thợ săn, kính cẩn đề cao đức hạnh của chim chúa đàn. Lập tức, tâm hồn người thợ săn trở nên nhu hòa. Sumukha nhận thấy ngay điều này, liền quay lại, đứng cạnh chúa Thiên Nga để khích lệ ngài phấn khởi tinh thần. Còn người thợ săn đến đến gần chim chúa và ngâm vần kệ thứ sáu. Sáu, bọn chúng đều co cẳng vút bay, bầy chim tung cánh giữa trời mây. Thiên Nga vương giả, sao chim chẳng, trông thấy từ xa chiếc bẫy này. Bậc đại sĩ đáp lại. 7. Khi đời sắp sửa phút lâm chung, giờ tử thần đang tiến lại gần. Dù bạn đứng kề bên chiếc bẫy, cũng không thấy bẫy đặt dây răng. Người thợ săn hài lòng với lời nhận xét của chim chúa. Liền ngâm thêm ba phần kệ, hỏi Sumukha. Kha. 8. Kìa đám hồng Nga cất cánh bay cả bầy hốt hoảng, hãi kinh thay. Còn thiên Nga có sắc vàng óng, bị bỏ rơi, còn nán đợi đây. 9. Cả đám hồng Nga đã uống ăn, rồi bay về hết, chẳng quan tâm. Qua không gian, chúng lao vồn vụt, và bỏ mặc chim chỉ một thân. 10. Có gì quan hệ với chim này? Khi cả đàn ruồng rẫy vụt bay, dù được tự do chim ở lại, một mình kết bạn kẻ tù đầy. Sumukha đáp lời. 11. Chim chúa là đây bạn trí tình, thiết thân như chính cuộc đời mình, bỏ ngài ư chẳng bao giờ có, dù lúc tử thần gọi đích danh. Nghe thế, người thợ săn vô cùng hoan hỉ và nghĩ thầm. Ví thử, ta làm hại các sinh vật đức hạnh như thế này. Chắc chắn, mặt đất sẽ há miệng ra và nuốt chừng ta đi mất. Ta còn thiết gì đến ân thường vua ban nữa. Ta quyết thả chúng ra thôi. Rồi gã ngâm kệ. 12. Thấy rằng vì trọng nghĩa thân bằng, chim sẵn sàng từ bỏ tấm thân ta thả chúa chim đồng mệnh ấy để cùng nhau khắp trốn đằng vân vừa nói lời này xong gã kéo nga vương dataratha xuống khỏi cây xào nới lỏng xây thòng lọng ra và đem thiên nga tới bờ hồ rửa sạch máu trên thân chim với lòng đầy xót thương rồi thoa bóp các bắp thịt cùng gân cốt bị chặt khớp lại cho đúng chỗ nhờ tâm từ ái của người thợ săn cùng uy lực các công hạnh viên mãn của bậc đại sĩ thập hạnh ba la mật nên lập tức chân ngài lành mạnh như trước chẳng còn một dấu vết nào chứng tỏ ngài đã bị mắc bẫy cả tướng quân sumuha chiêm ngưỡng bậc đại sĩ với lòng hân hoan và cảm tạ qua những lời này 13 lạp hộ cùng thân hữu họ hàng cầu mong các vị phước ân tràn như ta hạnh phúc khi nhìn ngắm chúa chim giờ đây thoát buộc ràng khi người thợ săn nghe lời này gã nói này hiền hữu ngài có thể bay đi rồi đấy lúc ấy bậc đại sĩ bảo gã thưa hiền giả thế ngài đã bắt ta theo ý riêng của ngài hay do lệnh một người khác. Gã liền kể cho ngài nghe mọi sự. Chim chúa tự hỏi nên trở về núi Chitakuta chăng hay đi vào kinh thành kia. Ngài suy nghĩ nếu ta vào thành thì người thợ săn sẽ được vua ban thưởng, nỗi khao khát của hoàng hậu sẽ được thỏa mãn, tình bằng hữu của Sumo Kha sẽ được mọi người biết rõ rồi cũng nhờ công đức trí tuệ của ta ta sẽ được vua ban thưởng hồ khê ma như một đặc ân vậy ta vào thành thì hơn quyết định xong ngài nói này thợ săn bạn hãy mang chúng ta lên đòn gánh của bạn đưa vào yết kiến đức vua và nếu ngài muốn ngài sẽ thả ta ra này chúa chim ơi, tính vua chúa bạo tàn lắm. Vậy các ngài cứ lên đường các ngài cho yên thân. Sao thế? Ta đã làm mềm lòng một thợ săn như hiền giả, mà ta lại không chiếm được ân sủng của vua chúa kia ư. Cứ để việc ấy cho ta lo liệu. Này bạn hữu, phần của ông bạn là mang chúng ta đến ít kiến đức vua người ấy đành tuân lời. Khi vua nhìn thấy đôi thiên Nga, ngài rất đẹp ý. Ngài đặt đôi chim lên một cành đậu bằng vàng. Bảo đem mật ong và hạt mễ cốc sang chín, cùng nước đường lên mời đôi chim. Sau đó, ngài đưa đôi tay lên thỉnh cầu đôi chim thuyết pháp. Nga vương thấy vua tha thiết nghe pháp như thế, nên trước tiên Ngài nói với vua bằng những lời lẽ nhu hòa, êm ái. Sau đây là các phần kệ trình bày câu chuyện giữa vua và Thiên Nga Chúa. Thiên Nga 14. Đại vương Ngọc Thể có khang an, quý quốc giờ đây có hưởng tràn, hạnh phúc giàu sang cùng thịnh vượng và ngài trị nước thật công bằng. Đức vua 15. Thiên nga, đây chấm được khang an và bổn quốc đây được vẹn toàn, hạnh phúc, giàu sang cùng thịnh vượng với nền cai trị thật công bằng. Thiên nga, 16. Triều đình ngài chẳng phạm sai lầm và đám quốc thù vẫn biệt tâm, bọn chúng chẳng bao giờ xuất hiện, khác nào bóng tối hướng nam chăng. Đức Vua 17. Triều thần chấm chẳng thấy sai lầm và đám quốc thù vẫn biệt tâm, bọn chúng chẳng bao giờ xuất hiện, khác nào bóng tối ở phương Nam. Thiên Nga 18. Phải chăng tránh hậu cũng chung dòng, lời lẽ ôn nhu biết phục tòng, diễm lệ nhiều con danh tiếng tốt, vâng chiều mọi thánh ý chờ mong đức vua. 19. Thưa vâng tránh hậu cũng chung dòng, lời lẽ ôn nhu biết phục tòng. Diễm lệ nhiều con danh tiếng tốt, vâng chiều mọi ý chấm hàng mong. Thiên Nga 20. Đại đế nuôi dân ngài có đông, Hoàng Nam được dưỡng dục oai phong, thông minh ứng đối người nhu thuận. Bất cứ việc gì cũng gắng công. Đức vua 21 Nga vương chấm có đủ Hoàng Nam, nổi tiếng 101 chàng, dạy bảo chúng làm tròn phận sự, chúng không bỏ sở các lời vàng. Nghe điều này, Bậc Đại sĩ khuyến giáo hội chúng qua năm vần kệ. 22. Kẻ hoãn trì cho quá muộn màng thiện hành mà chẳng gắng công làm, dù nhiều đức tính dòng cao quý cũng vẫn chìm sâu xuống dưới dòng. 23. Người kia chi kiến cứ tàn dần, tổn hại lớn lao nó lãnh phần như kẻ quáng gà vì bóng tối, khi nhìn mọi vật hóa phòng căng, gấp đôi tầm cỡ thường nơi chúng vì có nhãn quang chẳng vẹn toàn. 24. Ai nhìn hư vọng thấy toàn chân, chẳng đạt chút nào trí tuệ thông, như thể trên đường đèo lởm chởm, bảy hưu nai vẫn té nhào lăn. 25. Nếu người nào dũng cảm can cường, đức hạnh mến yêu giữ đúng đường, dù chỉ là người dòng hạ liệt, cũng bừng lên tựa lửa đêm trường. 26 cứ dùng ngay ví dụ trên này. Chân lý hiền nhân hãy giải bày. Dưỡng dục Hoàng Nam thành bậc trí, như mầm non gặp lúc mưa đầy. Bậc đại sĩ đã thuyết giáo như vậy cho vua suốt đêm dòng. Lòng khao khát của Hoàng hậu đã được thỏa mãn. Trước buổi bình minh, Ngài An Chú Vua vào thập vương Pháp và khuyên nhủ vua tinh cần cảnh giác. Sau đó, ngài cùng tướng quân Sumuha bay ra khỏi khung cửa sổ phía bắc về miền núi Chita Kuta. Khi pháp thoại chấm dứt, bậc đạo sư bảo: "Như vậy, này các tỷ kheo, trước kia người này cũng đã hy sinh tính mạng vì ta." Rồi ngài nhận diện tiền thân vào thời ấy, Channa Sa Nạc là người thợ săn. Sariputta Xá Lợi Phất là vua. Một tỷ kheo ni là hoàng hậu Khema, Bộ tộc Thích Ca, Sắc Gia là đàn Thiên Nga. Ananda là Sumuga. Và ta chính là Thiên Nga Vương. 503 chuyện anh vũ sati gumba tiền thân sati gumba vua sứ Banh cha với đạo quân vân vân câu chuyện này bậc đạo sư kể trong lúc chú tại lộc uyển mada cúc chi về deva data đề bà đạt đa khi đề bà đạt đa xô tảng đá lớn và một mảnh đâm vào chân của Đức Thế Tôn, khiến chân ngài rất nhức nhối. Nhiều nhóm tăng chúng họp lại đến viếng Đức Như Lai. Bấy giờ, lúc Đức Thế Tôn thấy quần chúng tụ họp đầy đủ, ngài bảo: "Này các tỷ kheo, nơi đây đông đảo lắm, dân chúng sẽ tụ tập nhiều nữa. Vị nào hãy dùng cái cáng khiêng ta đến Mát Đa Cúc Chi các tỷ kheo liền làm theo đúng như vậy còn tôn giả sivaka chữa cho chân đức như lai bình phục khi ngồi trước bậc đạo sư tăng chúng nói về chuyện này đề bà đạt đa là một kẻ ác và toàn thể hội chúng của ông đều là bọn người ác kẻ gây ác nghiệp thường thân cận với lũ ác nhân bậc đạo sư hỏi này các tỷ kheo, các ông nói chuyện gì vậy? Tăng chúng trình với ngài. Ngài bảo, đây không phải là lần đầu tiên ác nhân đề bà đạt đa thân cận với bọn ác, mà xưa kia cũng vậy. Sau đó, ngài kể một chuyện quá khứ. Một thủa nọ có một vị vua mệnh danh là Panchala, ngự trị trong kinh thành Uttara Panchala Còn bậc đại sĩ Được sinh làm vương tử Của anh Vũ Vương Trong khóm cây bông vải Mọc trên cao nguyên Giữa lòng một khu rừng rậm Nhà có tất cả hai anh em trai Ngược chiều gió Với vùng đồi núi này Là một làng trộm cướp Có 500 tên cướp chú ngụ Thuận chiều gió núi rừng Lại là một vùng ẩn am với 500 vị hiền nhân. Vào thời kỳ loài chim anh vũ thay lông, một cơn lốc cuốn đi mất một con chim anh vũ và rớt vào làng trộm cướp kia, nằm giữa đống vũ khí của bọn cướp. Và do chim rớt vào đó, nên bọn chúng gọi nó là Sati Gomba hay Gươm Giáo Tua Tủa. Còn con chim kia rơi vào am ẩn sĩ giữa đám hoa mọc trên chỗ đất cát vì lý do đó nó được đặt tên là búp pha kha hay hoa Điểu. thế là chim sati lớn lên giữa bọn cướp còn phúp pha ca sống với các hiền nhân một ngày kia vua phục sức oai nghi sang trọng cầm đầu một đám tùy tùng đông đảo ngự trên vương xa lộng lẫy để đi săn hưu nai không xa kinh thành mấy vua vào rừng cây xinh tươi tràn đầy hoa quả vua phán nếu kẻ nào để cho một con nai thoát đi do lỗi mình thì phải lãnh trách nhiệm ấy sau đó vua xuống xa giá tìm nơi ẩn mình đứng yên với cung trong tay dưới túp lều dành cho ngài bọn người xua dã thú đập vào các bụi rậm để đuổi con mồi một con hươu liền vùng dậy tìm đường thoát thân nó thấy một kẽ hở ở cạnh vua liền chui lọt qua đó biến mất mọi người hỏi nhau ai đã để con hươu chạy thoát chính là đức vua rồi nghe vậy cả bọn cười nhạo vua và vì lòng tự kiêu ngài không chịu được cho đùa này nay ta phải bắt cho được con hưu vua kêu lớn và nhảy lên xe nhanh lên ngài bảo người quản xa và ngài vụt biến mất theo con hưu vua đi nhanh quá khiến bọn kia không theo kịp ngài chỉ có vua và viên quản xa hai người này cứ tiến lên đến giữa trưa xong chẳng gặp được hưu đâu cả. Sau đó, vua trở lại, và khi thấy cạnh làng bọn cướp có một thung lũng đẹp mắt, ngài đi xuống tắm rửa, uống nước, rồi đi lên khỏi con suối. Sau đó, người quản xa lấy tấm thảm từ trong vương xa ra, trải dưới bóng cây, vua nằm trên đó. Người quản xa ngồi dưới chân vua xoa bóp vua cứ thức ngủ chập chờn dân chúng trong làng bọn cướp và cả bọn cướp nữa đều đã vào sừng để chầu vua vì thế trong làng không còn ai ngoài sati gumba và người đầu bếp tên là pati kolamba vào lúc ấy sati gumba bước ra khỏi làng và khi thấy vua nó liền suy nghĩ giá ta giết chết người kia đang nằm ngủ và lấy hết đồ trang sức ấy nhỉ vì thế nó trở lại gọi pati colamba và kể cho gã nghe mọi sự việc để giải thích việc này bậc đạo sư ngâm năm vần kệ một vua sứ banh cha với đạo quân lên đường săn bắn lũ nai rừng trong rừng sâu thẳm vua đi lạc chẳng có một ai ở kế gần. 2. Kìa, ngài trông thấy ở trong rừng, bọn cướp đã làm trốn ẩn thân. Anh Vũ, một chim đang tiến bước, tức thì lời ác nó kêu vang. 3. Ngồi trên xe nọ, một nam trang, châu báu nhiều sao lắm ngọc vàng, vương miện trên đầu vàng óng ánh, chiếu hồng như thể ánh trời quang. 4. Ngự quan cùng chúa ngủ say xưa. Nằm đó lúc trời nắng giữa trưa, ta hãy cướp ngay đồ báu vật. Nhanh lên cất giấu hết bây giờ. 5. Cảnh lặng yên như lúc nửa đêm, ngự quan cùng chúa ngủ nằm yên. Bạc vàng châu báu nào ta lấy, giết họ rồi ta chất củi lên. Nghe nói vậy, người kia bước ra khỏi nhà. Khi nhìn thấy đó chính là vua, gã kinh hãi và ngâm kệ này. 6. Này sát ti có phát điên khùng, lời lẽ nào nghe mới nói chăng? Vua chúa giống như vầng lửa cháy, vô cùng nguy hiểm nếu ta gần. Chim đáp lại qua kệ khác. 7. Ngu dại Pati nói chuyện này và ông điên chẳng phải ta đây. Mẹ ta trần trụi, sao khinh bỉ. Nghề nghiệp nhà ta sống thuở dày. Bây giờ vua thức dậy và khi nghe chúng nói chuyện với nhau bằng tiếng người, nhận thấy nguy hiểm. Ngài ngâm kệ sau để đánh thức người lái xe. 8. Dậy mau hiền hữu quản xa này, vào cỗ xe nào thắng ngựa ngay chỗ khác ta tìm nơi ẩn nấu vì ta chẳng thích chú chim đây gã liền vùng dậy thắng đôi ngựa vào xe rồi ngâm kệ nữa chín sa mã thắng rồi tâu đại vương sẵn sàng đã buộc đủ dây cương đại vương xin ngựa vào xa giá nơi khác ta tìm để nấu nương vua vừa ngự vào trong xe thì đôi tuấn mã thuần chủng đã lao vút nhanh như gió. Khi chim Sati Gumba thấy xe vua đi xa rồi, lòng dao động nô nao, nó liền ngâm hai phần kệ. 10. Này đi đâu cả đám sâu mày, họ vẫn thường lai vãng trốn đây. Vua nước Banh Cha vừa chạy mất, chúng không thấy nữa, hãy đi ngay. 11. Một vua ấy thoát thân có được chăng? Hãy cầm lao giáo với tên cung, kìa banh cha chúa vừa bay mất. Này, chớ cho vua ấy thoát thân. Con chim nói huyên thuyên như thế, đạp cánh xào xạc, bay lui bay tới, đầy vẻ bồn chồn. Trong lúc ấy, vua vừa kịp thì giờ đến am ẩn sĩ của các hiền nhân vào lúc này, các vị ấy đã ra đi kiếm củ quả rừng. Chỉ còn một mình chim Anh Vũ, pha ca ở trong am. Khi chim thấy vua, liền ra chào đón ngài và nói chuyện với ngài rất cung kính, tao nhã. Lúc ấy, bậc đạo sư ngâm bốn vần kệ. 12. Chim Anh Vũ với mỏ tươi hồng, cung cách ân cần đã nói năng vạn tuế đại vương duyên hạnh ngộ đưa đường ngài ngự đến đây chăng vinh quang đại đế đầy uy lực chúa thượng cần gì phải giáng lâm 13. ba tin ca pizza la các lá cây cùng kasumari quả ngọt ngào thay dù còn ít ỏi tâu hoàng thượng chọn thức tối ưu đó sẵn bày 14. Nước mát từ hang núi thật sâu, ẩn mình bên dưới ngọn đồi cao, oai hùng đại đế tâu ngài ngự. Ẩm thức tùy nghi, thỏa khát khao. 15. Mọi người đang lượm trái trong rừng, các vị nơi này vẫn chú thân, xin chúa đích thân cầm ngự thiện, tay thần chẳng có để cung dâng. Vua rất đẹp ý khi nghe lời nói tao nhã lịch thiệp này, liền đáp qua lời đôi phần kệ. 16. Chưa có chim nào ưu tú hơn, trên đời anh Vũ quả thuần trơn. Còn chim anh Vũ đằng kia ấy, đã nói bao điều thật ác ngôn. 17. Đừng để nhà vua chạy thoát thân, đến mau chói xiết nó kêu vang chậm đi tìm đến am tu sĩ và thấy nơi này trốn vạn an. Khi được vua bảo như thế, Hoa Điểu Phúc Pha Ca ngâm đôi phần kệ. 18. Đại đế chúng thần chính đệ huynh cùng chung một mẹ đã hai sinh, cưu mang đôi trẻ trên cây nọ, song chốn khác nhau đã trưởng thành. 19 vì sát ti đến bọn cường gian còn tiểu thần đi đến trí nhân ác nọ thiện đây từ chỗ đó phát sinh lệ thói chẳng cùng đàng sau đó anh vũ giải thích đầy đủ chi tiết những sự khác nhau bằng cách ngâm vần kệ hai mươi đâm chém xích xiềng kẻ bất lương những hành vi bịp bợm tồi tàn bao nhiêu bạo động và sung kích. Chính đó là môn nó sở trường. 21. Còn đây tiết độ tự điều thân, nhân ái công bằng với tránh chân, lữ khách uống ăn cùng chú ẩn, quây quần thần lớn giữa hiền nhân. Tiếp theo, chim lại thuyết pháp cho vua qua các vần kệ sau. 22. Đối với ác nhân hoặc thiện nhân mà người ta kính trọng tôn sùng, cho dù ác độc hay hiền đức cũng khiến kẻ kia phải phục tùng. 23. Khi ta ngưỡng mộ bạn tâm đồng như một người tri kỷ bạn lòng, người ấy sẽ đồng hành kế cận bên mình ta đến phút sau cùng. 24. Tình bạn kết giao thấm nhiễm dần chuyện này ngài thấy quả là chân, cứ ngâm thuốc độc vào tên bắn, vỏ bọc cũng thành nhiễm độc luôn. 25. Người trí tránh bầu bạn ác nhân, vì e ô nhiễm chạm vào thân, cá ơn cứ gói trong chùm cỏ, sẽ thấy cỏ kia cũng thối nồng. Những kẻ kết giao phường trí chí độn, chính mình cũng sẽ hóa ngu đần. 26. Lá kia đem gói gỗ trầm hương, ngọn lá liền thơm ngát dịu dàng. Cũng vậy, nhiều người thành có trí khi ngồi chầu các bậc hiền nhân. 27. Nhờ ví dụ này, bậc trí nhân phải am tường lợi lạc riêng phần, tránh xa bầu bạn phường gian ác và sánh vai cùng bậc tránh chân thiên giới đợi chờ người tránh hạnh, đọa vào ngục tối bọn tà gian. Vua rất hoan hỉ với bài thuyết giảng này. Kế đó, các bậc chí giả từ rừng trở về. Vua đành lễ các vị và nói, cầu mong các tôn giả tỏ lòng tử bi, hạ cố đến an trú trong ngự viên của chẫm và Ngài đã thuyết phục được các vị nhận lời mời. Khi hồi cung, vua liền ban bố lệnh thả hết mọi anh vũ. Còn các bậc trí nhân vẫn đến yết kiến vua. Ngài tặng các vị khu vườn thượng uyển để trú ngụ và chăm nom các vị rất chu đáo trong thời gian Ngài còn tại thế. Sau khi mạng chung, Ngài lên cộng chú với hội chúng chư thiên hoàng thái tử của ngài được quần thần dâng chiếc lọng hoàng gia lên đầu làm lễ phong vương và vị tân vương này cũng chăm sóc các hiền nhân và cứ thế cha truyền con nối suốt bảy đời vua đều bố thí cúng dường rất rộng rãi còn bậc đại sĩ an trú trong rừng cho đến khi mạng chung liền đi theo nghiệp của mình khi pháp thoại chấm dứt bậc đạo sư bảo như vậy này các tỷ kheo các ông thấy xưa kia deva data đề bà đạt đa cũng thân cận bạn ác như bây giờ rồi ngài nhận diện tiền thân vào thời ấy đề bà đạt đa là sati gomba đám tùy tùng của kẻ ấy là bọn cướp ananda là vua hội chúng của Đức Phật là các trí giả. Và ta là anh Vũ Búp Pha Ca.